Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Đà Nẵng tối ngày 3 tháng 4, bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết đơn vị đã tiếp nhận 6 người bị thương trong vụ ô tô lao vào tiệm bánh mì trên đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê vào chiều cùng ngày. Theo bác sĩ Trung, hiện sức khỏe các bệnh nhân đã tạm ổn. Trong 6 bệnh nhân nhập viện gồm 4 người lớn và 2 trẻ em. 2 trẻ em bị trầy xước, 4 người lớn bị gãy xương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tài xế ô tô cũng bị thương trong vụ tai nạn và điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Liên quan vụ việc, lãnh đạo công an quận Thanh Khê cho biết tài xế điều khiển ô tô gây tai nạn ban đầu được xác định đã sử dụng rượu bia. Trước đó khoảng 18:30 tối ngày 3 tháng 4, ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 43A50582 chưa rõ danh tính tài xế chạy trên đường Điện Biên Phủ với tốc độ cao. Khi vừa qua khỏi đường gom hầm chui Điện Biên Phủ, bất ngờ lao thẳng vào tiệm bánh mì tại giao lộ Điện Biên Phủ Lê Độ, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Trong tiệm bánh mì lúc này có khoảng 6 người, trong đó có 2 trẻ em. Chiếc ô tô sau khi đâm vào tủ kính quầy bánh mì tiếp tục húc đổ cả bàn, ghế, các vật dụng trong tiệm. Tại hiện trường, tủ kính, bàn, ghế và nhiều vật dụng khác bị ô tô đâm nát, phủ lấp hầu hết những người có mặt trong tiệm bánh mì. Khi người dân ở gần tiếp cận hiện trường, dỡ đống đổ nát ra thì nhiều người đã nằm bất động, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.